Sắc vóc tuổi 17 của con gái Lý Liên Kiệt Bước sang tuổi 17, con gái út của Lý Liên Kiệt được khen gợi cảm trưởng thành, dù không tham gia làng giải trí, nhưng cô, được truyền thông, và công chúng đặc biệt chú ý. Ngày 16 tháng 3, QQ đưa tin con gái út của Lý Liên Kiệt Zeta vừa đón sinh nhật tuổi 17, một số hình ảnh về bữa tiệc mừng tuổi mới của cô, được người chị Zen chia sẻ trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh Zeta diện áo crop top và quần ống rộng, cạp cao khéo khoe vòng eo con kiến lý tưởng, công chúng Trung Quốc khen ngợi con gái của sao võ thuật ngày càng ra dáng thiếu nữ cá tính. Và, và thoát lên dáng vẻ gợi cảm, trưởng thành. Zeta năm nay 17 tuổi, là con gái út của Lý Liên Kiệt với Hoa hậu Hong Kong lợi trí, cô hiện theo học ở trường trung học Philip Academy. 16 tuổi cô, đã nhận, được lời mời của Quỹ Phát triển Phụ nữ Trung Quốc, để viết chuyện cho người khiếm thính, và là khách mời tại sự kiện do Hiệp hội Phát triển Phụ nữ tổ chức. Khác xa hình ảnh dịu dàng, nữ tính của chị gái Zen 20 tuổi Zeta yêu thích phong cách thời trang trẻ trung, phóng khoáng. Cô thường xuyên lựa chọn trang phục tôn lợi thế hình thể. Chưa tròn 18 tuổi, con gái tài tử Hoắc Nguyên Giáp đã sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối. Zeta được nhận xét thừa hưởng sắc đẹp từ người mẹ hoa hậu. Mới đây, Zeta và chị gái Zen đã cùng cha sải bước trên thảm đỏ lễ ra mắt phim Hoa Mộc Lan. Đây là lần đầu tiên sao võ thuật đưa hai con gái tham dự một sự kiện lớn công khai của giới giải trí trong lễ ra mắt phim lý liên kiệt tiết lộ anh đổi ý và nhận vai hoàng đế trong bom tấn của disney là vì yêu cầu hai cô ái nữ con gái út zeta đã nói với tôi rằng bố có thiếu tiền hay không nếu bố chẳng cần tiền và disney thực hiện một dự án về văn hóa trung quốc sao bố không nhận lời bố có thể tham gia vì chúng con được không câu hỏi của con bé khiến tôi bất ngờ đến chẳng nói nên lời sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tôi quyết định nhận lời lý luyện kiệt chia sẻ với truyền thông về lý do tham gia hoa mộc lan nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại